Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Rồi, nay một người anh cho chúng mình muốn bán lại cho mình con xe này để mình quay clip trên cho anh em xem và để cho anh em sở hữu cái con xe này luôn ha. Đây là CB1000. Thì cái con này hiện tại Minh đang bán với giá là 230 triệu. Anh em ghé mua nha. Với cái số tiền này anh em chỉ mua được một cái con Z1000 214 hoặc 215 thôi nha anh em. Còn con CB212 này rất là ok, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ anh em ngắm xe nha anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra vào để đánh giá chi tiết cái em này. Đó, thì để cho những anh em ở xa người ta có thể mua nữa. Khi mà anh em mua xe á, anh em lựa xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, con này là 59A3. Thì về tỉnh nó sẽ rất là rẻ nha anh em, hoặc là anh em ký giấy ủy quyền đi vẫn có thể được, rất là bình thường. Và cái con này là đời 2012, CB1000 thì nổi tiếng rồi, nồi đồng cối đá. Theo mình biết á, là cái dòng này nó ra để nó thay thế cho dòng Hornet. Đó, đọc tiếng Việt cho anh em dễ hiểu thôi nha, khỏi đọc tiếng Anh. Hornet, đó, cho anh em dễ hiểu. Rồi, thì sâu vô đây để cảm nhận nó đi. Thì con xe này trước á, là mình chưa có dịp cơ hội trải nghiệm nó, thì bây giờ mới mua được, thì bây giờ mới trải nghiệm nó được. Đó, thì bây giờ anh em mua thì cứ liên hệ Zalo số điện thoại cho mình 0916640653. Thì con này đồ zin đầy đủ nha anh em. Đồ zin đầy đủ, bô độ là mình để cho anh em chơi luôn á. Đó, cái bô độ nhìn vô là xịn sò rồi, biết bao nhiêu tiền rồi nha anh em. Đó, anh em đón thử cái cây này, một cái cây này thôi đã biết bao nhiêu tiền rồi, đón thử coi. Thì con xe này có những gì? Có đèn trợ sáng nè, xi nhan nè. Rồi lên mấy cái đồ lặt vặt, ốc titan. Đó, đồ chơi để im cho anh em hết, không có tháo ra bất kỳ món nào. Nhìn nè, tay thắng nè, rất là keng, chủ xe rất là keng. Con xe này là odo là 28.000 chuẩn nha. Với mình là không có việc mà gọi là chủ xe đưa sao thì cái đồng hồ nó sẽ như vậy, 28.000. Thì ở cái đầu đèn con này á thì nó chưa được cái trang bị hệ thống đèn led, nhưng mà dưới đây bằng đèn led, nhưng mà trên đây thì nó trang bị đèn vẫn là đèn halogen ha. Thì cái đầu đèn này đối với những bạn mà đam mê Z1000 thì các bạn sẽ thấy là nó cổ hay là gì đó, nhưng mà đối với những anh đàn anh của mình đi trước đi thì cái đầu này là rất là đẹp, người ta rất là thích. Upside down, full upside down trước đó. Thì anh em ngắm sơ qua đi, thì ở đây mình có một con Z9 luôn. Con Z9 này mình mới mua về của một người bạn của mình bán lại đó, sẵn để cho anh em so sánh luôn đó. Thì anh em thích thời trang hay là gì đó thì anh em sẽ chọn Z9, đồng giá tiền này anh em sẽ có Z9. Z9 mình bán là 220 triệu nha anh em nào có mua thì có thể tham khảo. Nguyên bộ bô full system là nguyên bộ bô luôn. Chủ xe là mua nguyên bộ từ cổ cho tới lon luôn. Đó, là mấy chục dít rồi đó anh em, mấy chục triệu rồi đó. Đó, rồi mấy đồ chơi cơ bản trên xe là để cho anh em hết. Đó, thì anh em Z9 này mình sẽ review sau một cái clip nữa. Thì anh em nào có theo dõi thì anh em muốn mua Z9 thì cứ inbox cho mình. Đồ zin đầy đủ luôn, không thiếu món nào. Con Z9 này đồ zin đầy đủ, không thiếu món nào. Anh em không lấy bộ bô này thì mình sẽ fix lên cho anh em còn có 210 mấy triệu thôi nha anh em. Nha anh em. Đó, anh em nhớ nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục, tại bây giờ mình cần ra đi con này trước. Tại vì nhà quá nhiều xe, cần ra đi con này trước để nó rộng rãi. Thì cái phần qua bên đây nè, mình mới thích nè.
điểm khác biệt với Z1000 hay là Z9 là ở đây nè. Thấy gì chưa anh em? Ủa? Rất là xịn sò, rất là đã luôn. Gấp đơn, quá đẹp luôn. Mình thích kiểu này. Cái này mà 5 cây nữa nhìn giống H2 ha. Đẹp không? Tuyệt vời luôn. Con này còn gì để nói nữa. Thì bình xăng của nó 17 lít. Theo mình biết thôi nha, 17 lít. Cái những cái con này thì cái thông số của nó trên mạng rất là nhiều. Anh em có thể lên mạng để anh em tham khảo. Còn bây giờ mình muốn cho anh em xem trực tiếp để anh em lựa chọn xe. Thì đây thì qua cho anh em coi mặt đồng hồ. Đó, đây hiển thị số kia, tốc độ, đó, dòng tua, giờ giấc, số km đi được, báo xăng, báo ABS. Con này ABS trước sau nha anh em. Đó, rồi anh em đã rõ chưa? Anh em đã ngắm được CB1000 huyền thoại chưa? Rồi, bây giờ sẽ là màn đặc biệt cho anh em nghe tiếng bô. Con xe này có chống đổ, có trợ sáng đầy đủ hai bên nha anh em. Quay cho anh em xem. Chủ yếu là cho anh em xem để anh em mua xe. Đó, mình sẽ không có review nhiều. Review nhiều thì nó sẽ chiếm hết thời lượng phát sóng của con xe đó. Chủ yếu là cho anh em những coi thấy nó có những đồ chơi gì trên xe. Đồ dinh đầy đủ nha, anh em nhớ nha. Sự cố kỹ thuật anh em. Mình đợi tiếng vô lên cái quỷ cameraman hết hồn nhớ cái điện thoại. Nè, giờ cho anh nghe mấy tiếng vô. Rồi, nghe tiếng bô anh em thấy sao? Đúng là huyền thoại, mãi là huyền thoại. Cái con này với lại con CBR600R là mình thích nhất. CBR600RR là mình thích nhất. Con này cực kỳ mạnh luôn. Em quay cho anh em coi một vòng để anh em so sánh luôn. Với giá tiền này anh em nên mua con này hay mua Z9? Mọi thứ đều trong tình trạng hoàn hảo hết nha anh em. Anh em bao test thoải mái luôn. Hoặc là nếu như mà xe sau này anh em đi thời gian, anh em có thể quay đầu lại. Có nghĩa là mình có sẽ thu lại xe cho anh em nha. Có nghĩa là hỗ trợ quay đầu sẽ lỗ từ 5% cho đến 10% giá trị hiện tại. Đó, anh em hiểu không? Khi mà mình bán ra một con xe thì anh em có thể sau này khi đi chán thì anh em có thể đổi lại nha anh em. Anh em nhớ điều này. Và mình có thu mua xe cũ nha. Nhiều anh em hỏi mình có thu mua xe cũ không? Đương nhiên là phải có. Bởi vì có thu mua xe cũ thì mới ra xe được, mới có xe để bán cho anh em. Rồi, rồi, quá tuyệt vời cho một con xe này ha. Con xe này đi tour, đi chơi đều thoải mái. Mà mình nghĩ cái con xe này á, những người chơi xe rất là thích cái kiểu dáng này, rất là thích, rất là đẹp. Và mình cảm thấy nó không bao giờ lỗi thời. Và những anh tầm 30, 40 chạy con này rất là thoải mái. À, quên review chiều cao. Mình thì chỉ có 1m7 thôi, nhưng mà chạy con này rất là thoải mái. Những anh em 1m65 vẫn có thể chạy bình thường nha. Những anh em 1m65 chạy bình thường, 1m7 là vừa chân đó. Vừa chân, di chuyển là rồi. 1m65 thì nó hơi nhón nhón xíu. Đó, 1m7 nè. Thì 1m65 thì nó sẽ hơi nhón nhón xíu, nhưng mà chạy rất là thoải mái. 1m6 mình nghĩ chạy cũng khỏe luôn. Nó rất là nhẹ, di chuyển rất là linh hoạt. Anh em thấy không? Đó, mình ngồi lên xe nè, di chuyển rất là linh hoạt, rất là thoải mái. Nếu như anh em muốn thẳng á, thì anh em phải nâng ghi đông cao lên chút xíu. Thẳng, nâng ghi đông cao lên chút xíu là ok. Đó gì? Còn bây giờ chạy gì cho nó kiểu mô tô đẹp. Còn mà khi mua xe bên mình á, thì anh em bao test thoải mái. Rồi cái gì nữa ta? Sẽ có nơi để anh em bảo hành, bảo dưỡng luôn. Đó, lỡ mà anh em đi xe trục chặt cái gì đó thì bên mình có hỗ trợ anh em hết từ A tới Z. Nhất là những con phân khối lớn này. Đó, thì những con phân khối lớn này anh em bảo trì bảo dưỡng nó, anh em đi lâu lâu cà phê cà pháo không bao giờ hư. Đi tour sướng luôn. Con này mà đi tour cực kỳ mạnh luôn. Con này là huyền thoại rồi. Những anh em nào chơi con này thì anh em biết mạnh lắm. Thì còn con Z9. Còn con Z9. Z9 thì 2017 mới. Con này rất là mới luôn. Và con xe này
đúng chất odor của nó luôn, 9000. Odor 9000 nha. Odor chất 9000 thì anh em nhìn anh sẽ biết nè. Vỏ còn chỉ. 9000 là nó là xe lướt thôi anh em ơi. Vỏ phải còn chỉ, bên đây mới thấy chỉ nè. Đó. Chỉ bên đây quay thấy không? Quay cho anh em thấy chỉ. Đó. Đồ chơi tay côn, tay thắng, xi nhan, chắn gió rất là nhiều. Bảo vệ carbon nè, quay sơ sơ cho anh em xem bữa sau mình sẽ quay một lại một lần nữa. Xe thì hầu như là không một vết chày, rất là mới. Bảo vệ lốc máy nè, thấy không, chống đổ nè, rất là nhiều đồ chơi. Thì anh em nào không lấy cây bô thì mình sẽ fix nha, không lấy nguyên bộ bô mình sẽ fix. Bô dinh, đồ dinh còn đầy đủ mà, đồ chơi thì để lại cho anh em hết đó. Có những anh em cà khịa gì tào lao á, mình là người chơi xe và mình bán ra chiếc xe, mình không hề rã món ra để mình bán riêng đó. Mà có rã ra thì tùy trường hợp thôi, những anh em muốn xe rẻ hơn chút xíu thì mình sẽ rã ra cho anh em bớt tiền. Không phải ai cũng đủ tiền để mua một con xe full đó. Thì những anh em, có nhiều anh em ta chỉ có 215 triệu thì sao người ta mua xe full đồ, đúng không? Thì mình phải rã ra bớt để phù hợp với túi tiền của anh em. Còn mình bán là mình bán nguyên con, full con đó. Và xe mình bán là xe cá nhân mình bán. Quyết anh em biết là tại sao là mình để cái bảng khiên không, mình đổi logo là bảng khiên không, là mình nhắc đến anh em là cái này là mình đã bảo trì bảo dưỡng con xe hết rồi, mình đã bảo vệ chiếc xe hết rồi. Thì khi anh em nhìn vô cái logo này thì anh em sẽ nhớ là khi anh em lấy xe về anh em chơi thì anh em phải bảo trì bảo dưỡng giống như cái cách mà mình đã đem nó về. Thì sau này nhường lại cho nó cho anh em, là anh em là những chủ xe mới của những con xe này thì anh em cũng phải biết để nhìn vô là anh em nhớ là anh em phải bảo dưỡng nó cho đúng cách. Còn anh em nào mua về không biết bảo dưỡng thì cứ nhắn tin Zalo cho mình, có thể mình hơi bận mình sẽ trả lời chậm hơn một chút xíu, nhưng mà sẽ trả lời cho anh em hết từ A đến Z, không biết bảo trì hay là gì đó thì mình sẽ được trả lời cho anh em. Thì còn cái kinh nghiệm về chơi xe á thì có thể nói luôn, có nhiều anh em sẽ có kinh nghiệm hơn mình rất là nhiều, nhưng mà mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, mình không hề giấu giếm anh em. Mình biết cái gì mình sẽ nói cái đó, ví dụ nước mát, ba cái bảo trì nhớt, biết cái gì nói cái đó. Có thể những thứ mình không rành người mà, chứ đâu phải là trí tuệ siêu phàm đâu mà phải nhớ hết tất cả con xe. Có nhiều con xe mình có thể lộn, nhưng mà mình nhớ mang máng là con xe này. Đương nhiên mình chạy nó mình phải biết xe này mang máng là nó là 195 mã lực, 998 phân khối, là 1000 phân khối đó anh em. Đó thì những cái thông tin cơ bản thì mình phải biết những cái này, và mình chạy những cái trải nghiệm của mình là trải nghiệm thực tế, trải nghiệm trên con xe đó, chứ không phải là mình mượn một con xe về để mình quay review cho anh em. Không có, cái này là mình mua một con xe về luôn, mua đứt một con xe về để quay cho anh em, chạy thử cho anh em và biết nó như thế nào. Và những anh em hôm nay ngồi xuống đây nè, ngồi xuống nói chuyện với anh em cho vui, quay góc này sẵn tiện con này tâm sự với những anh em. Thì hồi xưa mình cũng được những anh em đàn anh giúp đỡ, là hồi xưa là anh em biết rồi, là mình là review xe. Trước là mình review xe chứ không phải là bán xe như bây giờ. Thì những anh em đó cho mình, những anh em trong nhà đó, những anh em thân thiết đó, thì đưa xe cho mình chạy, rồi cho mình review cảm nhận lại. Mình biết cái cảm giác khi mà những anh em review rất là khó khăn. Những anh em mà giờ review xe nè, đã mượn một con xe là đã mệt rồi, mượn được một con xe là đã mệt rồi. Khi mà anh em review xe, anh em chạy thử mà lỡ mà có vấn đề trục trặc chạy một xíu hay là gì đó là anh em phải tốn tiền rồi. Đó cho nên những anh em mà xem những kênh review khác, nha, thì hãy động viên họ. Có thể họ sai cái gì đó thì anh em động viên họ, tại vì họ đã bỏ công sức ra tìm tòi để review cho anh em. Những anh em nó sai có một xíu thôi thì anh em cũng động viên họ, nhắc nhở họ để phát triển hơn, tại vì họ có tấm lòng anh em. Tại sao có nhiều người ta không có cảm nhận lại cho anh em xem, người ta không chia sẻ kinh nghiệm, mà sao người ta lại họ chia sẻ? Tại họ đam mê, họ muốn chia sẻ lại. Thì đó, ở đây là một mình có lời nhắn gửi đến mấy anh em, là chia sẻ đến mấy anh em mà rồi về review xe á, thì hãy cố gắng lên. Còn những anh em nào mà có khó khăn quá thì mình có con xe nào thì mình sẽ tài trợ cho mấy anh em mượn review để thử. Cái đó mấy cái chuyện đó là mình rất là thoải mái. Thì đây là mình chỉ là động viên về những anh em review xe thôi. Mình là những người đàn ông chơi xe thì mình đừng có bắt bẻ họ quá. Đó, mình thấy dạo này có một số anh em review xe cũng bị anh em nói này nọ rất là nhiều. Thay vì mình chơi bai họ thì mình hãy động viên họ đi, động viên họ cố gắng lên để làm review xe. Mình vẫn thích, sau này thực sự bây giờ mình quá tải công việc, mình vẫn muốn sau này thích sẽ có một mình biker thứ hai chẳng hạn đó, một người
sẽ review xe cho anh em xem, và một người chia sẻ kinh nghiệm cho anh xem những kinh nghiệm thực tế trải nghiệm xe. Có những người như vậy thì những anh em mà muốn mua xe, chuẩn bị mua xe thì anh em mới am hiểu được một số thứ. Chứ anh em lên mạng đọc thông số ai làm cũng được hết anh em. Đứa lớp 4 nó làm vẫn được nữa. Nó lên mạng nó search từ CBR1000 như thế nào, nó ra thông số rồi mã lực rồi phân khối chiều cao yên rồi này nọ. Nhưng mà đâu phải người nào cũng giống người nào đâu. Mình phải trải nghiệm thực tế, phải có người ngồi lên rồi coi cái đầu đèn có đẹp hay không, cái này nó có hợp với dáng hay không, rồi giá tiền nó phải hợp hay không thì mới được. Đó là kinh nghiệm thực tế. Mà kinh nghiệm thực tế thì anh em phải có xe. Nó cực vậy đó. Và nhiều anh em review xe, người ta làm clip đâu có bao nhiêu tiền. Nói thẳng luôn, một cái clip quay YouTube á, cao lắm mà view nhiều á, là được từng 100-200 ngàn à. Đó. Còn triệu view thì không nói, triệu view thì sẽ được vài triệu. Nhưng mà quay xe đâu có nhiều coi như là quay hài hay là quay cái gì về đời sống đâu, nên không có nhiều người coi. Quay xe là 100 ngàn view là thấy khủng rồi đó, là được mấy trăm ngàn là thấy khủng rồi đó. Thì người ta làm như vậy có mấy trăm ngàn à, mà phải đòi hỏi chi người ta quá nhiều, quá cầu kỳ thì nó cũng kỳ. Đó, thì nói nãy giờ nhiều và cũng biết mình nói lan man. Thì đó, chúc những anh em mà về review xe thì sẽ cố gắng phát triển hơn, để cho nhiều cái cộng đồng chơi xe mình nó vui hơn. À, cộng đồng chơi xe mình nó sẽ vui hơn, nó sẽ gắn kết hơn, hơn là suốt ngày cứ tụ tập vô group này group nọ rồi cà khịa người này cà khịa người nọ. Thấy người này bị cái gì đó thì cứ vô cà khịa giống như đàn bà, giống như đàn bà. Thì cái Minh đang làm là muốn một cái cộng đồng của Minh, riêng bản thân Minh là mấy anh em chơi chúng Minh thì sẽ có cái nhìn khác về xe, mình vui vẻ hơn, mình hay hơn, chứ không phải suốt ngày tụ tập ABCD thằng này thằng kia, qua quán cà phê nói xấu đứa kia. Thôi, những cái trường hợp đó là mình hạn chế chơi, thà chơi một mình, thà làm biker độc hành, đúng không anh em? Chia sẻ kinh nghiệm anh em độc hành còn hơn tụ lại để nói người này nói người kia, đăng YouTube nói người này nói người kia, trong khi người ta đâu có làm gì mình, đúng không? Người ta có mượn xe, người ta có tung xe thì đó là chuyện của người ta, đâu có ảnh hưởng tới nhà những người đó đâu. Đó, cho nên đó, mấy anh em coi lưu ý. Rồi, bye bye. Tạm biệt, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Còn anh em nào muốn mua xe thì ở trên dưới dòng mô tả mình có để hết số điện thoại, địa chỉ của mình. Anh em muốn qua coi xe thử tận mắt cũng được. Ví dụ anh em không có mua xe đây thì bên mình vẫn có bán nón bảo hiểm, bán những thứ lặt vặt anh em, để anh em tự tin hơn anh em vô showroom. Anh em mua cái này cái nọ, có nhiều anh em ngại người ta không dám vô, nhưng mà mình sẽ bán thêm mấy cái đó. Có gì anh em vô mua mấy cái thứ đó chừng vài trăm, rồi cái nón mấy triệu đó, anh em có thể vô nói chuyện với mình nhiều hơn và anh em mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Thì những anh em mà tiếp xúc với mình rồi thì anh em sẽ hiểu tính mình rất là bình thường luôn, không có cái gì hết á, không có cái gì mà khó chịu ở đây hết á. Rất là quý mến mình, rất là quý mến anh em. Bởi vì khi mà anh em tới chơi với mình là mình biết là cái người đó quý mình, người ta mới chơi với mình. Tại sao người ta không qua chơi với những người ABCD mà người ta qua mình? Tại người ta quý mình. Và những anh em tới đây mua xe mình làm những anh em quý mình, anh em mới mua xe của mình. Chứ thiếu gì xe, thiếu gì người bán xe mà người ta không mua mà người ta chọn mình. Đó, tại vì người ta quý mình thì mình vẫn quý người ta lại. Mình sẽ cố gắng đó đem đến những con xe đẹp, mua về chỉ để chạy chứ không mua về chỉ để sửa. Mua về là chạy thôi, tại vì mình có cái điều kiện hơn, mình có nguồn nhân lực thì mình đó, những cái lỗi nhỏ trên xe đó thì mình fix hết cho anh em. Fix nha anh em. Đó, ví dụ như là gì đó thắng nó nặng quá thì mình làm cho thắng nó nhẹ lại cho anh em. Đấy, đó những cái ví dụ cho anh em xem thôi. Đó, rồi, nói nhiều quá khát nước. Bây giờ chiều rồi, mình phải về. Cảm ơn anh em và anh em nhớ đăng ký kênh và like, subscribe nha. Hôm nay là cái clip mình nói chuyện hơi bị nhiều luôn á.